Rồi. Rồi, bài cuối cùng của tập tay hôm nay tôi sẽ tập bài cơ cẳng tay. Tập cái chỗ này nè. Nó cần hai cục đá đơn nhỏ như ta được. Vô. Tập cực kỳ chậm, phải chuẩn. Phần cơ này nó yếu lắm. Wow, 3 kg thôi, vô lắm rồi, nhớ vô ngay chỗ này nè. Ba ký thôi là cực kỳ vô rồi các bạn, rất là vô, chỉ còn 3 kg thôi, cực kỳ vô ở chỗ này. Không cần mang cổ tay nữa, bài này tập cho cái cổ, ráng tập cho cổ tay nó khỏe nha. 2-3 hiệp nhẹ nhàng thôi, 2-3 hiệp nhẹ nhàng thôi, ta tập từ bên tay cũng được. Wow, nhẹ nhàng và rất là vô. Bài này phải rất là nhẹ nhàng, chỉ cần nhẹ nhàng thôi là nó sẽ vô. Chỉ còn nhẹ nhàng cái bài này thôi. Đuôi ba. Đấy, tập cái phần cẳng tay nó dày. Cổ tay của nó rất là nhỏ nên tôi sẽ tập cuốn, khi mà cuốn lên đi ăn vô phần cơ chỗ này. Wow, mỏi, cực kỳ mỏi. Tiếp, 4, cuối. Ôi. Trời ơi, các bạn không tưởng tượng nữa, ba trong này nó vô cái cẳng tay chỗ này cỡ nào đâu, nó cực kỳ vô luôn. Đó, muốn bắp tay mà săn chắc cái phần chỗ này cũng phải tập nữa nè. Nha. Rồi. Tôi đi nghỉ đây, hẹn cơ. Bye bye.